Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với một trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, bóng đá từ lâu đã được xem là một môn thể thao vua và những cầu thủ bóng đá nổi tiếng, đào hoa, lúc nào cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng là đằng sau những pha ghi bàn đẹp mắt, những pha đi bóng ấn tượng thì cuộc sống đời thường của một cầu thủ sẽ như thế nào không? Và là hậu phương của những người cầu thủ nổi tiếng thì cuộc sống của những người phụ nữ sẽ như thế nào? Vậy hình ảnh kết hợp giữa một anh chàng cầu thủ nổi tiếng, đào hoa với một cô nàng chân dài xinh đẹp và giỏi giang, không biết là khi họ kết hợp với nhau trong cuộc sống đời thường thì sẽ có điều gì thú vị. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đôi vợ chồng tuyển thủ bóng đá Phan Thanh Bình và người đẹp Thảo Trang. Xin chào Phan Thảo Trang này, hồi nãy nhìn thấy Phan Thanh Bình tăng bóng như vậy á, thì có lẽ là đối với Trang thì đây đã là một hình ảnh rất là quen thuộc rồi. Có bao giờ Trang thử một lần nào đó cũng tăng bóng giống như là ông xã của mình không? Có những lúc mà anh Bình đi về nhà hay chỉ cho em mà để lên tưng tưng bằng đầu á, không có làm được, làm giỏi lắm là chừng hai cái là coi như là trái bóng văng đi mất tiêu. Phải nói rằng đây là một cái năng khiếu quá trời cho ha. Vậy trước đây á, trước khi quen với ông xã của mình á, thì Trang có phải là một cô nàng thích bóng đá không, hay là quen rồi cưới nhau rồi thì lúc đó mới thực sự tìm hiểu về bóng đá? Trước khi mà gặp anh Bình thì là em rất là ghét bóng đá, tại vì cái sở thích của em không chơi thể thao được, nói chung là em không chơi được môn nào hết mà em rất là ghét. Mà tại vì cái gia đình của em ngày xưa ba em cũng làm cầu thủ, cho nên ba em nói là cầu thủ rất là quậy, yêu ai thì yêu nhưng bao giờ đừng quen cầu thủ rất là quậy và lăng nhăng thế này thế nọ, nên trời em ghét lắm, mà em cũng không có ngưỡng mộ nữa. Tức là không thích mà cũng không ngưỡng mộ và cũng không bao giờ có suy nghĩ trong đầu rằng là sẽ dính dáng cuộc đời của mình với một cầu thủ, đúng không? Vậy thì tại sao mà hai bạn lại quen nhau? Khi mà mới quen thì Bình có biết Trang là một cô nàng không hề thích bóng đá không? À, thực sự là Bình không có nghĩ là Trang có cái ấn tượng xấu với cầu thủ đến như vậy. À, thì cũng một cái dịp vô tình là một người bạn của Bình cũng đá bóng, xong rồi quen biết Trang thì anh Bình mới điện thoại chào bạn, mình tên là Bình vậy đó. Em cũng đồng ý tại vì em cũng tò mò, là tại em đó giờ em không có tiếp xúc với cầu thủ, không có nói chuyện mà cũng tò mò. Em tò mò nói, đâu mình thử đi ra mình gặp cái anh này để coi ảnh như thế nào. À, đúng rồi. Thế là bữa đó là hẹn ra, mà hẹn là lúc 7 giờ, nhưng em cho đợi là gần 45 phút, là còn 15 phút nữa 8 giờ em mới ra em gặp. Mặc dù là cố tình em biết là tới giờ đó là đã ra rồi, đây là rất là đúng giờ đúng hẹn, nhưng mà em cứ chờ. Vậy thì từ cái ngày đó tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng tới hiện tại tới hôm nay là cũng gần 10 năm. Khi mà nhắc về cái gọi là cái ngày đầu tiên đó, mà Vân thấy rằng là cái cách Trang cũng như cái cách mà Bình nói về cái ngày đầu tiên nó giống như nó là một cái ngày rất là gần mới đây thôi. Nhưng mà hồi nãy Trang có nói là ba của Trang chính là người đã phần nào đó gieo rắc vào trong đầu của Trang cái suy nghĩ là cầu thủ thì không phải là cái đối tượng để mình lựa chọn. Vậy thì có mất cái thời gian để mà thuyết phục ba đồng ý cái mối quan hệ của Trang và Bình không? Hình như là khoảng 1 năm. Hai đứa em là lúc đó là đang tìm hiểu. Rồi cái ba mới kêu là nếu mà ba mà thấy con đi với Bình ngoài đường là ba sẽ đánh hai đứa tại chỗ. Rồi ba lại đi lên đội, ba hỏi huấn luyện viên, ba nói tại sao lại để cho Bình đi theo con gái thế này thế nọ. Ba kiểm tra. Ba khó lắm, mỗi lần mà điện thoại là ba suốt ngày ba cứ lấy lên ba coi. Ba kêu là phải học hành, bây giờ ba giấu cái điện thoại luôn mà không cho liên lạc với anh Bình. Thế là anh Bình đi xuống tới nhà, thưa cô, thưa chú, vì con là con cầu thủ ở đội đó, cô chú cho phép con quen với Trang, tại vì con thật sự là con thương Trang, con chỉ muốn cho Trang học chứ con không có dắt Trang đi chơi. Cô chú cho con quen vậy. Thế là ba mẹ nghĩ chừng mưa, cái anh này sao mà gan thế, đã ba mì hông là sẽ đánh ngoài đường mà dẫn đi xuống. Nhưng mà chạy giỏi lắm, nếu mà đánh là chạy liền. Vâng, thì Vân nghĩ là cái sự cá tính á, cái sự mạnh mẽ và quyết liệt dứt khoát của một cầu thủ chắc cũng đã là một cái gần như là một cái điều ảnh hưởng đến cái quyết định này của Bình. Bình nè, thường thì mọi người vẫn hay suy nghĩ rằng là chúng ta cũng thấy rất là nhiều những hình ảnh của những cặp đôi nổi tiếng trên thế giới với những cầu thủ tài hoa nổi tiếng, và phần lớn họ rất là sát gái, thì xung quanh lúc nào cũng có những bóng hồng. Vậy thì cái việc mà chinh phục một con nàng chân dài liệu có phải là nằm trong cái kế hoạch tính trước của Phan Thanh Bình không? À, thực sự nó lên một cái kế hoạch thì cũng không phải là một đúng mà một cái kế hoạch, mà là thực sự cái cảm giác khi mình gặp Trang và mình chờ đợi Trang ở buổi hẹn đầu tiên,
thì nó cũng có cái sự gọi là cái động lực, cái thôi thúc để dễ mà mình tìm hiểu về cô gái này như thế nào, tại sao lại trễ hẹn như vậy. Fan hâm mộ nam hay nữ thì lúc đó có, lúc đó thời điểm là mình cũng đã có rất là nhiều bạn fan nữ. Có cũng khán giả nữ nào mà cũng vô cùng cuồng nhiệt và để lại ấn tượng trong mình không? Mình nhớ có mấy fan nữ ở Hà Nội, thực sự thời gian mình đã ở ngoài Hà Nội, họ rất là mê đến mức độ mà mỗi một ngày, mỗi một buổi tập của mình phải bắt xe từ trung tâm Hà Nội đi với tới tận trung tâm Nhổn, chỉ đứng ở ngoài cái hàng rào đó, nhìn tập xong rồi tập xong ra chỉ chào anh Bình, nói chuyện vài câu xong lại đi về, mà ngày nào cũng như ngày nấy. Tại vì họ chờ Bình chứ họ đâu có để cho Bình phải chờ đâu, chứ nếu mà họ để cho Bình phải chờ là mọi chuyện đã khác rồi, đúng không? Hay, Phan nói đúng quá. Thường thì cái gì mà nó đến với mình một cách dễ dàng quá thì mình sẽ cảm thấy nó không có hấp dẫn và không có khiến cho mình tò mò. Vậy khi mà bắt đầu cái cuộc sống gia đình thì cái áp lực khi mà phải làm vợ của một cầu thủ với một cái chế độ luyện tập rồi một cuộc sống nó cũng không phải như một người bình thường thì Trang cảm thấy như thế nào? Thì nói chung là cái việc đó là em đã được em tiếp xúc là từ lúc mà cả hai đều quen nhau, em đã quen được với cái nhịp độ là phải xa nhau thường xuyên như vậy, có khi xa cả 2 tháng mới gặp một lần. Còn nếu mà xa thường xuyên thì một tuần là cuối tuần, giống như hiện tại bây giờ thì cuối tuần là anh Bình chỉ về được thứ bảy là chủ nhật phải đi, tuần nào cũng như thế, hai vợ chồng chỉ gặp được cái cuối tuần vậy thôi. Là có nghĩa là cả tuần là Bình sẽ phải dưới đội tập trung tập luyện. Rồi về nhà là thứ bảy, chỉ có một ngày thứ bảy thôi, chỉ có duy nhất được là về tới nhà là tối thứ bảy, thì chơi được tới chiều chủ nhật là phải đi, không được tới một ngày nữa. Dạ đúng rồi. Vân cũng không biết là nếu mà liệu mà đặt mình ở trong trường hợp này giống như Trang chẳng hạn, chưa chắc Vân đã chịu được cái áp lực. Bởi vì cái cuộc sống của mình nhiều khi mình luôn cần cái người bạn đời của mình phải ở gần mình, đôi khi cũng cần phải xa nhau một lúc nào đó. Tuy nhiên nếu như nó cứ kéo dài và liên tục thì có những lúc mình cũng sẽ cảm thấy khá là mệt mỏi. Nhiều khi mà em buồn lắm, hai mẹ con chỉ có ở nhà một mình mà con bệnh nữa thì chỉ có một mình em lo thôi. Thế nỗi mà khi xưa mà con em nó bệnh, anh Bình thì đã xa em thì với con đang trong bệnh viện thức tới sáng cùng em luôn, mẹ em chỉ biết khóc, em ngồi em khóc thôi. Cả hai lần hai mẹ con gặp cái nạn lớn nhất trong từ đó tới bây giờ thì là hai lần ba đều đi xa, đều ở xa hết. Nó buồn lắm, khóc hoài, nó tại sao lúc mẹ con em gặp khó khăn mà không có anh thì kia em rất, bao nhiêu sức lực em phải một mình em chống chọi, em cố gắng em lo cho con. Em cứ ngồi em ước gì có chồng ở bên đây, ước gì có bên cạnh để chăm sóc con tiếp em thì mình sẽ đỡ mà mình lo lắng, mình mình đỡ đau khổ hơn, mình đỡ buồn hơn. Tôi nghĩ rằng là phụ nữ thì rất là khó để chúng ta không nghĩ như vậy. Tuy nhiên tình yêu dành cho chồng, cho con thì sẽ là cái sức mạnh để chúng ta tự vượt qua những cái suy nghĩ hay một chút gì đó nhỏ nhen của mình thôi. Thảo Trang ơi, vậy khi mà là vợ của một cầu thủ nổi tiếng thì Thảo Trang có thấy rằng là đôi khi có một số người họ hay so sánh hình ảnh của những cô vợ hay bạn gái của những cầu thủ nổi tiếng thì Trang có cảm thấy khó chịu với sự so sánh này không? Thực sự em thì chắc em nghĩ em không có khó chịu đâu. Tại vì cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên à. Cái đời thực bây giờ là người ta hay đem ra mình so sánh với cái cô này, với bạn gái của cái anh kia. Thì em thấy bình thường, là quan trọng mình là mình thôi. Còn chuyện người ta so sánh như thế nào là do người ta. Vân còn muốn nói đến một cái áp lực khác nữa. Tức là áp lực của một cầu thủ sẽ không phải là chỉ là anh ấy xuất hiện ở trên sân cỏ rồi anh ấy chỉ đá và đá. Anh ấy phải ghi bàn, anh ấy phải có thành tích, không chỉ cho đội của mình mà còn cho riêng bản thân mình nữa. Có những trận đấu mà anh Bình thi đấu không tốt thì em chỉ có là an ủi, anh ơi trận sau cố gắng lên, mình phải tự tin lên. Nói chung cái này mình làm không được thì trận sau mình cố gắng mình tập mình làm như thế. Những cái gì mình làm không được thì mỗi một ngày mình ra sân mình tập thì mình cố gắng mình tập cái động tác đó, thì đến khi tới trận đấu mà phải giữ cái tâm lý thật là tự tin mà sảng khoái, đừng có mà áp đặt mình hôm nay tôi phải ghi bàn hay là hôm nay tôi phải tốt thế này thế kia, thì em không có bao giờ tạo áp lực cho anh Bình về cái chuyện đó. Như vậy thì Bình cũng rất là may mắn bởi vì người vợ luôn luôn hiểu và quan tâm tới Bình và không có tạo áp lực đối với người chồng. Bây giờ Vân muốn hỏi một chút về bé Cherry. Thế thì bé đang ở độ tuổi biết khá nhiều rồi. Vậy thì có bao giờ bé hỏi mẹ là ba đâu rồi, sao ba cứ đi suốt ngày vậy mẹ không? Cái đó là hằng ngày luôn, là
Cherry á, là thật sự là Cherry rất là quý ba. Em đi thì không sao, nhưng ba đi là không cho đi. Mà ba cứ đi là đi học về là mẹ ba đâu rồi, điện thoại cho ba đi để Cherry nói với ba. Cứ suốt ngày ba ơi ba đi đá banh sao lâu quá, ba về đi, ba đừng đá banh nữa, đừng đi nữa. Mỗi lần mà trước khi mà anh Bình thi đấu á, hay điện thoại là thay vì là 4 giờ đá thì 1 giờ ra sân, thì cái lúc mà ngồi trên xe đi ra sân thì anh Bình điện thoại cho Cherry. Kêu là con ơi ba chuẩn bị ra sân ba đá, con chúc ba gì đi. Là thế là Cherry kêu là ba cố gắng đá tốt nha, con chúc ba ghi bàn. Thế là chiều hôm đó là ghi bàn. Ghi bàn điện thoại về, con ơi ba tặng cho con vậy, vậy ba đã ghi bàn vậy. Hai cho con rất là thương cứ, nhau. Cứ chúc 10 cái cú chúc của Cherry là ghi bằng 10 bàn thắng. Đó là Cherry, thế còn mẹ Cherry thì sao? Mẹ Cherry sẽ nói với ba Cherry như thế nào? Cái đó là cái lời chúc đó thì em đã chúc từ hồi trẻ tới bây giờ em dành lại cho con. Rất là dễ thương. Thì em đối xử với con, em xem con như bạn. Thì mình phải tìm hiểu nó, mình chia sẻ với nó thì chắc chắn thì hai mẹ con sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn. À, Bình nè, nãy giờ thì mới có nói rằng là cầu thủ thì hay là những anh chàng sát gái và xung quanh toàn là những cô nàng chân dài và tha hồ lựa chọn. Thế nhưng Mơ nghĩ là với Bình thì không phải chỉ đơn giản như vậy đâu, bởi vì làm sao để lúc nào cũng giữ được một cái phong cách rồi sự hấp dẫn đối với một cô vợ rất là xinh đẹp như thế này cũng không phải là đơn giản, đúng không Bình? Thực sự ra Bình rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc khi Trang có một cái tính cách hoặc là Trang đam mê công việc và luôn hướng về gia đình. Cái điều đó cho nên và Bình cũng thấy may mắn là khi cái quyết định đầu tiên thì mình gặp bố mẹ để mà mình làm quen, là mình may là cái quyết định nó đúng đắn. Mình luôn tin tưởng Trang cái điều đó, tại vì ít nhất khi mà vợ chồng đã sống xa nhau mà không có niềm tin với nhau thì rất là khó sống với nhau lâu bền. Rất khó, vẫn phải công nhận điều đó. Còn đối với Trang thì sao? Bình là Bình tin tưởng hoàn toàn rồi và yên tâm với những chuyến xa nhà nhưng mà vẫn yên tâm về gia đình của mình. Thế còn đối với Trang thì có bao giờ Trang cảm thấy lo lắng hay có những lúc nào đó Trang cảm thấy ghen tuông khi mà chồng mình đi quá nhiều và xung quanh chồng cũng còn rất là nhiều những cô nàng khác không? Ghen hay giận hờn vu vơ gì đó? Có không? Chắc có không? Cái này là chắc có. Là nói mà ghen thì chắc thì phụ nữ nào em nghĩ là cũng phải ghen. Nhưng mà mình ghen cái ở mức độ nào thôi. Mình ghen đúng thì em chỉ là ghen ở chỗ là anh Bình thích đi chơi những anh lớn, đi giao lưu hay là đi có khi có những cái tiệc tùng mà gọi là em không có thích mấy. Tại vì cái cầu thủ là phải giữ sức khỏe, mà nếu như mà đi tiệc nhiều thì làm sao không sao mà tập trung cho công việc được, không ngủ nghỉ được nữa. Đúng rồi, em chỉ giận chồng em là những cái lúc đó thôi, còn cái chuyện có mấy cô này cô kia thì chắc trời không có. Tại vì anh Bình là Trang mới nói là đi với mấy anh lớn rồi đúng không? Dạ, chứ đúng đâu rồi. Không đi với mấy em nhỏ đâu sợ. Nói chung là rất là khó để mà mình gọi là mình hoàn hảo hết và không có một cái tật gì. Dạ. Tuy nhiên thương nhau rồi, yêu nhau rồi và tin tưởng nhau thì cũng cố gắng tốt hơn, cố gắng hoàn thiện mình hơn để càng ngày đối phương càng dành cho mình tình cảm nhiều hơn. Các bạn có nói rằng là để giữ lửa được cái cuộc sống hôn nhân á thì hai bạn cũng phải cố gắng rất là nhiều thì mới cảm thấy là lúc nào cũng mới mẻ trong mắt nhau. Vậy có cái hành động nào bất ngờ và lãng mạn nhất mà các bạn đã từng làm cho nhau mà ấn tượng tới bây giờ? Ở bên cạnh nhau đã ít rồi cho nên nhiều khi cũng đôi lúc mình cũng muốn làm một cái điều gì đó cho vợ vui, cho con vui, chẳng hạn một món quà gì đó bất ngờ. Lúc mà Trang còn đang ở Đồng Tháp mà cái thời điểm đó là đúng cái dịp sinh nhật của Trang thì Bình không nói gì hết, không nhắc gì tới ngày sinh nhật hết. Lúc đấy là Bình là đang đi đá xa nữa, Trang không nghĩ là sẽ khi mà vừa sáng sớm mở ra lại có người đứng trước cửa và cầm một đóa hoa to thật to. Đó là món quà sinh nhật, mình có thể tạo được cái điều đó cho Trang vui. Ồ, chắc là Trang cũng rất là bất ngờ với món quà này của Bình. Vậy thì Trang có bao giờ làm một cái điều bất ngờ gì tương tự dành cho Bình không? Cũng là trong cái sinh nhật của anh Bình thì em kiếm chuyện, em giận, em không có nói chuyện nữa. Là em coi như em không nhắc tới ngày sinh nhật luôn, thì anh Bình cũng không có nhớ tới. Thế là đi về tới nhà thì em mời tất cả bạn bè của anh Bình tới nhà em, là tổ chức tiệc, làm trang trí xong xuôi hết rồi đợi anh Bình về. Nhà em toàn bộ tắt đèn hết, bạn bè đứng trong nhà đều hướng ra cửa. Thì anh bạn em mới mở cửa thì em cầm bánh kem
bánh kem em đốt nến lên thì anh Bình vừa mở cửa ra là cả hội đều hát. Lúc đó anh Bình rất là bất ngờ, mà trong khi hai vợ chồng đang giận nhau, em đang giận anh Bình em đâu có nói chuyện. Không nghĩ là những không nghĩ là những người bạn của Bình, của Trang, mà một số người bạn ở xa luôn mà lại hội tụ về ở nhà và tổ chức một cái tiệc sinh nhật đó cho Bình, thực sự là rất là bất ngờ. Đó cũng sẽ là những gợi ý để chúng ta sẽ có những cái món quà nhỏ và làm mới cuộc sống hôn nhân của mình. À, Bình nè, với mức kinh tế từ một cầu thủ chuyên nghiệp thì Vân nghĩ là các bạn cũng cảm thấy khá là thoải mái với cuộc sống của mình. Nhưng mà tuổi thọ của một cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng không phải là quá dài. Đúng rồi. Mình có nghĩ đến một ngày nào đó khi mình không theo con đường này nữa, rồi mình sẽ có một cái hướng rẽ nào khác để vẫn đảm bảo được kinh tế cho mình và gia đình mình không? À, thật sự bây giờ thì Bình vẫn còn đang đá bóng và có cái suy nghĩ của mình là tại vì khi mình kết thúc đá bóng thì mình sẽ học làm huấn luyện viên, thì đó là cái điều mà Bình sẽ hướng tới. Còn việc mà vợ Bình kinh doanh hay là một cái điều gì đó thì cũng là tốt, thì Bình luôn ủng hộ. Vâng, còn nghĩ là các bạn còn có nhiều cái tham vọng lớn hơn như vậy nữa chứ không phải là chỉ là một huấn luyện viên đâu ạ. Bật mí cho mọi người biết là cả hai vợ chồng Phan Thanh Bình và Thảo Trang đang có một chiến lược để tấn công trực diện vào showbiz ạ. Các bạn có thể chia sẻ một chút về những công việc liên quan đến nghệ thuật mà hai bạn đang theo đuổi. À, thực sự ra dùng từ gọi là tấn công vào showbiz thì nói vui thì mình cũng nghe cũng hợp lý, nhưng mà thực sự đó là một cái cơ duyên đối với nghệ thuật thôi. Nghệ thuật thì em đã tiếp xúc được từ năm em 15 tuổi, là cô em là đi theo thầy Công Ninh học về cái diễn xuất mà hài á. Thì lúc đó em đi theo em rất là thích, thì thầy Công Ninh mới kêu thôi con đừng có vô cái nghề này, nó rất là phức tạp. Vì làm nghệ thuật nhiều khi cũng rất là vất vả và quy luật đào thải cũng rất là lớn nữa. Nhưng mà chưa kịp dễ trơn là về nhà Phan Thanh Bình, và chưa kịp dễ trơn là đã có bé Cherry rồi. Và bây giờ thì khi bé bắt đầu cứng cáp thì Trang mới có cái thời gian dành cho bản thân mình. À, hai bạn đang tham gia một bộ phim. Nếu như Vân nhớ không lầm thì đây là phần 3 của một series phim của đạo diễn, diễn viên điện ảnh Việt Trinh. Các bạn có thể chia sẻ một chút về nhân vật của mình. Cái Trở Về Ba này á, là em vào một vai là cô gái rất là đỏng đảnh và điệu, mà ăn chơi thì ăn chơi cực kỳ, mà anh này á thì là công tử miệt vườn. Công tử Bạc Liêu. Công tử miệt vườn là rất là giàu nhưng mà không có biết cách ăn mặc, mà cái tình cảm thì rất là chân chất, cho nên là yêu cái cô diễn viên chính á, yêu cái nhân vật chính thì bị cô đó đá thì mới đi lên thành thị đi theo cô đó, rồi mới gặp được em. Thì lúc em cứ đi, em sẽ chọc và em sẽ ghẹo bạn này, nhưng mà đến cuối thì thấy được cái tình cảm của anh này gọi là thật sự, cho nên là em quyết định là theo đuổi lại anh này. Một kịch bản cũng khá là thú vị. Bên cạnh đó Vân cũng biết là các bạn cũng sẽ tham gia một show truyền hình thực tế cũng rất là thú vị, đó là Bước Nhảy Hoàng Vũ. Và chắc là các bạn cũng đang trong quá trình tập luyện, thì hy vọng là với sự uyển chuyển của một cầu thủ, rồi sự duyên dáng của một cụ người mẫu thì sẽ giúp cho các bạn có được những thành công trong một cái công việc hoàn toàn mới như thế này. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện với nghĩ là có thể giúp cho quý vị hình dung về cuộc sống của một cầu thủ nổi tiếng đời thường như thế nào với một cô vợ xinh đẹp. Và có lẽ là bây giờ thì những khán giả nữ, và nghĩ là khán giả nữ nào đó đang theo dõi chương trình, thì có lẽ các bạn cũng sẽ không còn quá lo lắng nếu như đã chót đặt tình cảm cho một anh chàng cầu thủ nào đó. Bởi vì Vân cho rằng là trên thế giới mặc dù có rất là nhiều những anh chàng cầu thủ nổi tiếng hào hoa sát gái, thế nhưng cũng có rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng họ vẫn có những gia đình rất là hạnh phúc, mà chúng ta thường thấy như là Kaka, Messi hay là David Beckham chẳng hạn. Thì Vân cũng mong rằng là các bạn sẽ luôn luôn giữ được cái tình cảm đó và sớm cho bé Cherry có em ha. Ngày hôm nay thì Vân được biết là đôi vợ chồng Thanh Bình và Thảo Trang đến đây thì không phải là chỉ trò chuyện thôi đúng không? Các bạn còn có một món quà nhỏ nhỏ thì phải. Mình không biết làm món quà gì đi. Chắc mình sẽ làm một cái gì đó rất là đời thường, nó hay đi chung với mình những quãng chuyến đi xa. Chẳng hạn mình làm một món ăn đơn giản nữa. Thưa quý vị, để biết được món ăn mà đôi vợ chồng Phan Thanh Bình và Thảo Trang đem đến trong Vui Sống Mỗi Ngày ngày hôm nay là gì, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng vào bếp với họ nhé. Còn bây giờ thì hãy nghỉ giải lao trong ít phút với một tận hưởng.